Bây giờ là 15 giờ 36 phút ngày 18 tháng 11 năm 2024. Báo cáo với lại quý vị và các bạn đang sờ lần đài thì lại có thượng đế mua đầu đĩa. Thế là lại phải dọn cái bàn này để bày cái đầu đĩa lên đây. Số điện thoại để mọi người liên hệ Trần Văn Chốt. Radio cassette chất lượng tốt. 0368888479. Chất lượng ở đây là chất lượng thật chứ không phải chất lượng ở lời nói. Zin ở đây là đồ zin thật chứ không phải đồ zin ở lời nói. Nó khác nhau hoàn toàn. Đây là chiếc đầu DVD của hãng Sony. DVD. Có model là DVP NS648P. Đầu này nó chạy được đĩa CD, đĩa VCD và đĩa DVD. Đĩa DVD hiểu nôm na ngắn gọn lại kiểu nông dân là đĩa nén hình và nén tiếng nhá. Đấy. Đầu này nó lại còn có cái cổng để chơi USB, nghe nhạc USB. Đầu này còn nguyên cả tem, chưa bóc tem ra. Còn cả điều khiển. Thế nhưng mà cái điều khiển này cũng không phải là điều khiển zin của cái đầu này. Đây này. Đây cái model là D197P. Mình đoán vậy. Thế mà đây model của nó lại cái này. Đấy, thế nhưng mà bây giờ điều khiển vẫn bình thường nhá. Đấy, điều khiển vẫn ra vào cửa các thứ rồi play rồi là lấy đĩa ra vẫn vẫn điều khiển được. Đấy, vẫn điều khiển được. Thế mới hay. Nếu cũng điều khiển Sony. Đấy. Nguyên tem chưa bóc ra. Đây tem đây. Này tem đây. Đấy, Sony Việt Nam này. Còn nguyên tem chưa bóc ra. Đây. Chưa bóc, chưa bóc. Đây chưa bóc. Chưa bóc đây. Đấy, chưa bóc. Chưa bóc ra nhá. Đấy, chưa bóc ra đây mình cứ tưởng rách nhưng không không phải đâu. Đây, đây nó bẩn đây. Đấy nó bẩn. Cứ tưởng là nó rách nhưng không 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 phải đâu. Đấy. Nguyên cả tem. Đúng rồi, nguyên nguyên, tem nguyên. Made in Malaysia. Thượng đế ở thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh mua hai chiếc. Thế nhưng mà mình ở đây mình test thì cái chiếc nào nó không kén đĩa thì gửi đi. Đấy, có hai chiếc Sony, một chiếc Sony kia thì nó bị kén đĩa nên là thôi. Trả đang bao nhiêu tiền đây. Sony này này. Nó vẫn chạy. Nếu mà bây giờ mà ở đây mà làm trò mèo ấy là đưa cái đĩa ngon vào đây thì không có cái chuyện vấp nhá, đưa cái đĩa ngon vào đây để test để bán. Thế nhưng mà không làm cái trò mèo này. Làm cái trò mèo thì nó cũng chẳng đổi đời được. Ở đây cái đầu này mình sử dụng cái đĩa. Sử dụng cái đĩa mà cái mặt của cái đĩa nó xước nhiều lắm mà nó lại chạy. Thì tức là cái đầu này nôm na ngắn gọn lại là cái đầu này cái mắt laser của nó còn rất tốt. Mắt laser của nó còn rất tốt. Đấy. Nó đi mua đầu đĩa CD cũng vậy. Mua theo cái kiểu nông dân là mình cứ mang cái đĩa nhà nhà mình đi nhá, mang cái đĩa xước đi, thế mà cái đầu ấy nó chạy mà nó lại không vấp thì chấm điểm. Đấy, chấm điểm với cái mắt laser đầu đĩa chứ quý quý mỗi mắt laser. Đấy. Thế còn đầu vài chục triệu cũng thế thôi, mặt laser mà nó kén đĩa thì chỉ có Phan Đình Đạp, tại vì đang nghe mà nó cứ vấp bài như thế thì còn nghe cái gì nữa. Bây giờ mình thực hiện test nhá. Chiếc đầu đĩa DVD của hãng Sony có cả điều khiển, thế nhưng mà điều khiển này theo mình thì không phải là điều khiển zin đi theo máy. Đấy, thế nhưng vẫn điều khiển bình thường. Bây giờ điều khiển ra vào đĩa các thứ vẫn bình thường. Đấy, hình đẹp, tiếng tiếng hay, không kén đĩa. Mình cung cấp 350.000 đồng. Một mức thóc rẻ nhất của đất. 350.000 đồng là tiền đầu. Thế còn tiền vận chuyển hết bao nhiêu tiền thì người mua trả. Rồi. Bây giờ bật nguồn lên này. Đấy, TV bắt đầu nó lên này. Đấy, TV bắt đầu nó lên. Bây giờ mình bật nguồn lên này.
Đấy. Bật nguồn lên là nó lên cái phông này nhỉ. Đấy, nó lên cái phông Sony DVD Play R. Play R thì chả biết là cái gì. Chịu. Play là chạy đi. Đây. Nhận bài rồi nhá. À, nhận bài rồi. Bây giờ ấn 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 cái nút play phát là chạy ngay. Đấy, chạy ngay. Đấy. Chạy ngay. Thì cái này đây mình cho tiếng lên, cho tiếng lên thì nó phạt là bản quyền. Thế nên là đầu nó kén đĩa mình còn chả gửi đi chứ chi nói chuyện là đầu không có đĩa, à đầu không có tiếng nhá. Không làm cái trò mèo. Đây. Đấy, thế thôi. Đưa lên là nó phát bản quyền này. Đấy. Bây giờ mình dùng cái điều khiển này, mình dùng cái điều khiển này để mình cái gì nhá. Đây, dùng cái điều khiển này để qua bài nhá. Đây, cho qua bài này. Đấy, qua bài này. Đấy. Tắt cái bóng điện này đi cho nó đỡ loa. Đấy. Bây giờ nhá, bây giờ lại cho qua bài này, lại cho qua bài này. Đấy. Cho qua bài. Bây giờ lại cho qua bài tiếp này. Đấy. Tay cứ ấn phát là nó nổi ngay. Đấy. Chứ còn tỷ dụ như ở đây mình không thiếu gì đĩa, mình không thiếu gì đĩa nhá. Đấy bảo nhiều thì không có đấy, những cái loại đĩa thử để test đầu thì có đầy. Đầy thì cũng chả có đầy nhưng vẫn phải có chục cái đĩa để test đầu. Đấy, chục cái đĩa để test đầu. Thế nhưng mà mang cái đĩa ấy ra mà test thì còn nói cái chuyện gì nữa nha, mang cái đĩa ấy ra mà test thì còn nói cái chuyện gì. Đây, ra đĩa này. Đây này. Đĩa nó xước như thế này mà nó không vấp. Đấy, nó xước như này mà nó không vấp nhá. Đĩa xước như này mà nó không vấp. Chứ còn đưa cái đĩa mà không xước vào, đĩa mới vào, đĩa ngon, đĩa lòng trắng, đĩa mới vào mà test thì cái đầu kia mình không có cái chuyện vấp, không bao giờ có cái chuyện vấp. Thế nhưng mà có phải lúc nào mình có những cái đĩa coi như thế là nó không xước đâu, trong quá trình sử dụng vậy chả tránh được, chả tránh được thì cái chuyện nó xước là chuyện bình thường. Thế mà nó xước mà đưa vào đầu mà nó lại chạy, nó lại vấp bài thì còn còn nói năng cái chuyện gì nữa. Lại bảo cái đầu này tôi mua của cái ông nông dân ở trong Bình Dương. Rồi, điều khiển để cho đĩa vào nhé. Này. Đấy, thế hiện đại mà không hại điện. Chỉ là thóc thì lại mềm. Đấy. Bây giờ ấn play nhé, ấn play. Đây. Ấn play này. À, ấn play là phải ấn vào cái điều khiển này. Ấn vào đây nó không bắn tín hiệu. Đấy, ấn vào đây nó ấy, ấn đây thì tín hiệu nó lại bật trở lại. Đấy, vừa điều khiển ấn nó đây, đây bật trở lại, đây tạm dừng này. Đấy, tạm dừng không cần ấn vào đầu. Đấy, ấn nó đây. Đấy. Đấy, tín hiệu của cái điều khiển này nó phát ra vào cái tivi này nó lại bật trở lại vào cái đầu. Thế mày hay chứ lại. Mã hồi đấy, mã hồi. Đấy, qua bài. Qua bài này. Giờ đây, chỉ vào cái tivi này nhá. Đấy, qua bài. Đấy, tức là mình ấn thế này cũng được mà vừa ấn vừa vẩy phát được. Nhưng mà cái này không không cần vẩy mạnh. Cái này vẩy nó vừa phải thôi. Đấy. Đây này, mình ấn để nguyên lại được nhá. Đấy, hoặc là mình ấn mình vẩy phát này, bây giờ mình ấn mình vẩy phát nhá. Này. Đấy. Được ngay. Đúng là hàng của lão nông chi điền. Mình thử vẩy mạnh nó phát cho cái nào nhá. Này. À, vẩy mạnh vẫn được. À. Đấy, đẹp như thế này. 350.000 đồng. Thế còn cái đầu LG, đầu LG âm nọ thì 250.000 đồng. Cái đầu này còn nguyên teo, có cả điều khiển thì 350.000 đồng. Còn cái đầu Sony kia, nó kén đĩa. Thì thôi, nhá. 300.000 với 350.000 đồng. Mua cái này cái nọ về sau một thời gian thì nó chuyển hóa sang cái khác để gửi cho người ta thì nó chẳng làm sao cả. Mình vừa liên hệ với người anh em ở thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh rồi đấy,
nói thẳng, nói rõ, nói rõ rạc, nói to như người lớn đi nha. Đầu chỉ có một chiếc là ngon, không khen đĩa. Đấy, lấy thì mình gửi, còn nếu không lấy thì lại cho số tài khoản chuyển lại thóc, không thiếu 1.000 nha, không thiếu 1.000, không thiếu một xu, không thiếu một hào. Rồi thế bây giờ lại lấy đĩa ra này, lấy đĩa ra này, này tạm dừng phát này. Đấy, tạm dừng phát này, lấy đĩa ra này. Đâu đâu lấy đĩa ra, nó ở tận bên trên này, đây tận bên trên này, lấy đĩa ra này. Đấy, lấy đĩa ra. Đấy, thế mới hay chứ này. Nha. Cái này thì theo kinh nghiệm của lão nông Chi Điền là phải để ngửa. Có nhiều cái úp xuống được nhưng cái này không úp được, cái này phải để ngửa. À, lại cho cửa băng vào này. Đấy, à, tắt nguồn này. Đâu tắt nguồn này. Đấy, tắt nguồn này. Đấy, off này này. Đấy. Thôi thế mình dừng video ở đây. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.